Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Thì như thường lệ thì Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị và các bạn. Và mình cũng xin được kính chúc cho quý vị có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mình xin được cập nhật tới toàn thể các quý vị và các bạn một số cái thông tin cực kỳ là mới và hết sức là xúc động khi mà mẹ nuôi của Trường Sang với Thiên Ngân, với quản lý Diễm Phạm và Trường Huy cũng đã đi viếng một lễ tang hết sức là đặc biệt và cũng rất là xúc động thưa quý vị. Bé Thiên Ngân cũng có đăng tải như sau: viếng tang ở Bạc Liêu nhà chú Phan Trường Huy, con xin chia buồn cùng chú và gia đình ạ. Thì Trường Huy, Phan Trường Huy thì bé Thiên Ngân cũng có đăng tải một chút về cái thông tin đó là đi viếng lễ tang nha mọi người. Đây là những hình ảnh các quý vị có thể nhìn thấy. Thì Phan Trường Huy cũng có đăng tải như sau: chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, chúng con đã tiễn đưa đi hai người thân của mình, một người bác ba, anh ruột của cha, thật là vô thường. Mới đó mà đã về với Chúa, những kỷ niệm ùa về tình cảm bác cháu. Có những khi về quê nội, bác trở đi từ Thất Sơn, Bảy Núi cho đến chỗ này chỗ kia. Cuộc hành trình đã để lại rất là nhiều kỷ niệm và tình cảm. Rồi có cũng nhận được cuộc gọi về đây chớ bác ba nhập viện. Và sau khi nhập viện thì các bác sĩ quen nói ổn, mình đã lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Và về tới bác sĩ gọi điện nói bác em không qua khỏi, kêu trở về. Và thế là bác đã ra đi mãi mãi. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà Phan Trường Huy đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình về những nỗi mất mát, về những cái mà hiện tại đang phải chứng kiến cái cảnh mà mất mát người thân. Thật sự đây là một cái khung cảnh rất là xót xa và xúc động. Thì ngay sau khi nhận được tin người thân của gia đình Phan Trường Huy qua đời, thì mẹ nuôi của Trường Sang cùng với Thiên Ngân, cùng với quản lý Diễm Phạm và cùng Trường Huy với một số người nữa cũng đã tới lễ tang của gia đình chú Phan Trường Huy để mà thắp cho người thân của gia đình chú Phan Trường Huy những nén nhang thơm để chia buồn cùng với gia đình. Và ngay sau khi nhận được tin thì Trường Sang cũng chia sẻ cùng với Phan Trường Huy những nỗi niềm tiếc thương vô hạn thưa quý vị. Đó là một trong những cái thông tin mà cực kỳ là mới mà mình cũng đã cập nhật được để gửi gắm tới quý ông bà, cô bác, anh chị. Và kính thưa quý vị, mới đây cũng có những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung cũng đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình về một số cái gọi là gần như là mỹ phẩm đó mọi người. Thì bé cũng đã đăng tải trên trang cá nhân của mình như sau: sữa tắm tức là cái sữa tắm này mọi người, thì bé cũng đã đăng tải là thương hiệu của Welaya, xuất xứ Hồng Kông, dung tích 450, hoa trà được Nhật, Trung Quốc sử dụng phổ biến để bào chế ra các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Các chuyên gia phương Tây cũng đã nghiên cứu và đưa ra kết luận hoa trà chứa nhiều cái tinh chất vitamin, khoáng chất có tác dụng dưỡng da rất là tốt. Thành phần thì gần như chỉ dùng cho da mặt và sự đắt giá của nó, nhưng rất là mạnh mẽ về những cái khi sử dụng nó. Thì bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải những cái thông tin để mà mong cho quý vị chúng ta sẽ ủng hộ, luôn luôn ủng hộ cho bé, để mà trong thời gian này thì thật sự là bé cũng không có những cái live show nào thì chúng ta cảm thấy rất là buồn, đúng không ạ? Thì bé cũng đăng tải là chính thức ra mắt dòng son dưỡng màu, giá bán chính thức là 359.000 Việt Nam đồng trên một thỏi, có hai màu lựa chọn đó, tức là màu cam đào, nâu cam trà. Hy vọng tức mọi người sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và tự tin sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào đầy sức hút mỗi ngày cùng với dòng sản phẩm này từ thỏi son này nhé mọi người nhé, mà mong mọi người sẽ ủng hộ em ạ. Thì đó là một trong những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Dạo gần đây những cái live show, những cái sự kiện của bé thì chưa có một cái live show nào diễn ra. Thì thật sự đây cũng là một cái mà chúng ta cảm thấy rất là buồn, đúng không thưa quý vị? Thì anh Mạnh Quỳnh cũng trực tiếp đăng tải những cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình, thì cũng mong muốn rằng là sau này sẽ khi mà
Về khi tuổi mà có vẻ cao thì vẫn tiếp tục sáng tác nhiều những ca khúc để cho các con thể hiện. Mong cho các con sẽ vượt qua được tất cả những cái trở ngại khó khăn trong cuộc sống để thể hiện mình, để cống hiến cho quý vị khán giả những cái chương trình, những cái live show, những sự kiện cũng như những cái bài hát mới từ phía anh Mạnh Quỳnh để mà phát triển hơn trong tương lai. Thì anh Mạnh Quỳnh cũng có nói rằng là nếu như mà không có tất cả mọi người, không có quý vị khán giả thì Mạnh Quỳnh cũng như đàn gà con sẽ không có được những ngày hôm nay. Cho nên anh Mạnh Quỳnh rất trân trọng cái điều đó, và anh Mạnh Quỳnh cũng coi các quý vị khán giả như là những cái bức tường vững chắc để mà có những cái bàn đạp tiếp theo để thúc đẩy cho Mạnh Quỳnh cũng như là thúc đẩy cho đàn gà con sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Thì kính thưa quý vị, dạo gần đây Trường Sang cũng đăng tải một số cái thông tin lên trang cá nhân của mình, thì cũng mong muốn rằng là sớm có những live show để mà có Tuyết Nhung và Trường Sang để cho hai em có thể được kết hợp cùng nhau để mà gửi gắm đến quý ông bà cô bác anh chị xa gần. Mong cho tất cả mọi người sẽ được nghe, sẽ được ngắm nhìn cặp đôi màu đỏ sẽ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu trong cái thời gian sắp tới. Thì kính thưa quý vị, cái live show tới đây thì chỉ có Thiên Ngân tham dự, thì không có Trường Sang và không có Tuyết Nhung, thì chúng ta cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng không sao, chắc chắn rằng trong cái thời gian tới này thì bé Tuyết Nhung sẽ có được những cái live show lớn mạnh, live show để mà thể hiện cũng như là để gửi gắm đến tất cả chúng ta, đúng không ạ? Ngoài những công việc bán hàng, ngoài những cái công việc mà đi hát live show ra, thì các bé vẫn còn những cái công việc đó là chăm sóc cho các em này, rồi chăm lo cho các em từng cái chi tiết rất là nhỏ trong gia đình, và cũng mong muốn là làm cái công việc của mẹ, đó là cái việc đi thiện nguyện. Thì bé Nhung vẫn tiếp tục làm những cái công việc như là đi thiện nguyện thay cho mẹ, bởi vì chị Phi Nhung đến bây giờ chị không còn nữa, thì các bé sẽ làm việc đó để thay cho mẹ mình, và sẽ mong cái linh hồn của mẹ ở đâu đó sẽ nhìn được những cái việc làm từ các con để cho chị Phi Nhung sẽ được mỉm cười nơi chín suối khi mà có các con làm thay mình những cái công việc đó, đúng không thưa quý vị? Thì được cái tính nết của mẹ học hỏi được rất là nhiều từ mẹ Phi Nhung, cho nên dạo gần đây các bé đang rất là tích cực trong mọi cái hoạt động, trong mọi cái công việc của mình, để làm sao mà sau này sẽ có những cái công việc đi thiện nguyện để lớn mạnh hơn nữa, để cho linh hồn của chị, xin lỗi quý vị, là hương linh của chị Phi Nhung được an ủi ở cõi Vĩnh Hằng. Chị sẽ được an ủi rất là nhiều vì các con sẽ thực hiện những cái công việc của mình. Thì ngày hôm nay đó là những cái thông tin mà em cũng muốn cập nhật đến toàn thể các quý vị, và cũng rất là mong tất cả các quý vị và các bạn trong và ngoài nước, mọi người sẽ luôn luôn hướng về đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh cũng như là ekip quản lý, để mà cho tất cả mọi người chúng ta có thể là ủng hộ cho bé, để cho các bé có thể có những cái động lực trong tương lai này. Thì tức là Trường Sang cũng rất là mong muốn sớm sẽ có những cái live show để mà gửi gắm đến quý vị, bởi vì đã rất là lâu rồi Trường Sang với Tuyết Nhung chưa xong ca, thì cũng mong sao là tới đây sẽ có được nhiều những cái live show để cho hai bạn có thể thể hiện trên sân khấu một cách nhiệt tình để gửi gắm tới quý vị khán giả. Và mong cho Trường Sang với Tuyết Nhung sẽ có được những cái gì mà mình sẽ mong đợi, và để cho khán giả không phải chờ đợi lâu, đúng không thưa quý vị? Ngày hôm nay em cũng xin được cập nhật tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.